đại diện nhóm điều tra, đồng thời là tác giả bài viết trên tờ Nhật báo Phố Wall, Dallas Macmillan cho biết, phần lớn công việc quét và đọc email đều do máy tính thực hiện. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhân viên các công ty phát triển phần mềm đã trực tiếp đọc email của khách hàng. Dữ liệu người dùng càng được tiếp cận rộng rãi, thì nguy cơ thông tin bị rơi vào tay kẻ xấu càng cao. Trách nhiệm chính ở đây thuộc về hãng Google. Chúng tôi đã trao đổi với nhiều công ty phát triển phần mềm. Họ cho biết, mặc dù Google cấm các công ty này thực hiện các hành vi như lưu trữ lâu dài dữ liệu hoặc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba, nhưng Google lại không kiểm tra thường xuyên và đầy đủ. Trong một số trường hợp, các công ty nhỏ mới khởi nghiệp không có chính sách bảo mật như các ông lớn về công nghệ. Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra nếu Google không kiểm tra và dữ liệu người dùng rơi vào tay các công ty này? Google đã đưa ra hướng dẫn nhằm giúp người dùng kiểm soát quyền tiếp cận của bên thứ ba. Đầu tiên là sử dụng công cụ Security Checkup có sẵn trong cài đặt Gmail để phát hiện các vấn đề về an ninh. Thứ hai là xem xét kỹ các điều khoản trước khi cho phép các ứng dụng không phải của Google truy cập vào tài khoản Gmail. Cuối cùng là rà soát các ứng dụng đang tiếp cận tài khoản Gmail và gỡ bỏ bất cứ ứng dụng nào mà người dùng không còn tin tưởng. Việc rà soát có thể được thực hiện bằng cách nhấp chuột vào biểu tượng Google Apps ở góc trên cùng bên phải màn hình, chọn mục Account và tìm đến nội dung quản lý ứng dụng. Google khẳng định việc đồng ý cho bên thứ ba tiếp cận dữ liệu khách hàng sau khi đã được hãng này kiểm chứng và được sự đồng ý của người dùng. Điều này không trái với chính sách bảo mật của hãng, nhưng lại đang đẩy rủi ro về phía người dùng. Đấy là chưa kể việc triển khai trên thực tế chính sách bảo mật của Google thì còn nhiều lỗ hổng và không chặt chẽ như kỳ vọng. Phú Nguyễn, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ.